giới thiệu sơ sơ cho mọi người đi. Em đang test cho mọi người loa lớn nha. Loa này là 4 tấc ha. Công suất thì loa 4 tấc, công suất là 700W cho mọi người. Loa này thì sẽ có cho mình, thích hợp cho mình đủ 3 đường tiếng, phone, mic, headset đầy đủ ha. Ngoài ra thì micro cũng sẽ có cả echo, reverb hay như những cái loa khác ha. Loa này thì mọi người nhìn cái thiết kế, thấy thiết kế sang không? Thiết kế này vô cùng đẹp luôn á, lạ nha, đẹp độc lạ nha mọi người nha. Cái thùng loa bên ngoài á thì là đều là gỗ ép sơn gai hết ha, mà mọi người biết là cái âm thanh mà nếu mà từ một thùng gỗ phát ra thì lúc nào nó cũng hay hết trơn ha. Nó âm thanh nó rất là ấm mà rất là trầm luôn, nó bổng đó mọi người, trầm bổng là có đủ nha. Còn mặt lưới đó, lưới là lưới thép sơn tĩnh điện, sơn bóng ha, mà ngay cái lưới đó, đó thì nó làm như hiệu ứng 3D vậy đó mọi người, nhìn nó đẹp không? Mọi người nhìn từ xa trên live mọi người đã thấy nó như vậy rồi, mình mua về nhà mình thấy nó cỡ nào đó mọi người, nó rất là đẹp luôn á, ra này rất là sang luôn. Mà tí nữa mình ở lại lâu trong live thì em sẽ test cho mọi người nghe cái chất lượng âm thanh nha. Và đặc biệt mọi người ơi, con loa này làm từ IC của Nhật nha, thì IC của Nhật cho mình cái echo khi mà phát ra cực kỳ hay luôn nha mọi người, vang nhưng mà vang rất là ấm nha, rất là mạnh, rất là ấm, rất là tròn luôn. Mọi người nghe nhạc và âm thanh mic thì mọi người cũng biết được là con loa rất là hay nha mọi người. Em cập nhật cái giá của con loa đất tâm 4 tấc nha mọi người. Thì giá hiện tại trên live của tụi em là bán là giảm giá rồi thì còn 7.390.000 nha anh chị. Thì cái mã này là 15G700X nha mọi người. 700X có nghĩa là công suất 700W. Nó kèm theo cái tên nha. Còn đất tâm K220 thì nhắn tin vô shop em mọi người nha. Loa mọi người mua trên live là luôn được bảo hành nha. Loa với lại bao mạch chính của loa bảo hành cho mình tới 1 năm lận. Còn bình điện và 2 mic đi kèm là sẽ bảo hành cho mình 6 tháng nha. Khi mà mọi người nhận hàng á thì mọi người sẽ có kèm một cái phiếu bảo hành chính hãng của hãng luôn nha. Nên là cái này mình yên tâm là hàng chính hãng 100% và được bảo hành nha mọi người. Yên tâm sẽ trong cái thùng loa nó cũng có kèm cho mình một hộp đựng mic xịn sò nha mọi người nha. Nó đã là thương hiệu là phải xịn nha. Loa này thì cái thương hiệu này mọi người cũng biết rồi đó, từ xưa giờ mà ha. Đó, cái hộp đựng mic ở trong thì nó cũng sẽ có cái chống sốc ha, nó sẽ giúp cho mình là dễ mà khi mà bảo quản mình giao đi xa đó, mình đưa đi xa thì nói chung là mic nó cũng không có bị vấn đề gì hết ha. Với lại cái thùng loa bằng gỗ thì nó cũng sẽ rất là chắc chắn, nó không có bị bể vỡ trong cái quá trình mà mình đi di chuyển ha. Loa này được trang bị kết nối Bluetooth 5.0 ha, là kết nối mà mới nhất bây giờ đó mọi người. Đó thì nó rất là dễ cái gì, dễ kết nối nè. Ví dụ như mình kết nối được xa nữa, kết nối rất là xa luôn, tầm 15m trở lại ha mọi người ha. Đó, mình đứng từ đây, mình để loa ở đây, mình đi qua kia, mình đi ra cổng nhà cũng được luôn, là đều kết nối được hết trên trang ha. Và con loa này sở hữu cái công suất tôi nói mạnh mẽ lắm nha mọi người, 700W luôn, nhưng mà so về âm thanh thì em nghĩ là nó hơn luôn mọi người. Tại vì âm thanh của loa đất tâm rất là xịn luôn á, cực kỳ là lớn và cực kỳ ấm luôn nha, phát ra không có bị rèn hết trơn á, cực kỳ hay luôn á mọi người. Cái phòng live thì nó không gian nó hơi nhỏ thôi nên là em không có mở lớn hết cỡ, nhưng mà tí nữa mà anh chị nào mình muốn nghe mắt volume luôn thì cứ bình luận ha, cứ để lại inbox đi, cứ để lại bình luận cho em, mình sẽ mở hết cỡ cho mọi người nghe ha. Cái này thì được trang bị Bluetooth 5.0 nên là mình có thể kết nối được với rất là nhiều những cái thiết bị khác nhau. Ví dụ như TV nhà mình có Bluetooth này, mình cũng có thể kết nối được luôn mọi người. Ngoài ra thì có thể điện thoại nè, rồi máy tính bảng đều được ha. USB nè, mấy màn hình chiếu cũng được nha mọi người. Màn chiếu để mình sử dụng, mình sử dụng trong những cái ví dụ như xem ca nhạc hay này kia cũng rất là ok nha. Với lại kết nối thêm có mic không dây nhạc cụ rồi đầy đủ, mic không dây thì có kèm cho mình rồi, kết nối mic có dây cũng có,
và kết nối thêm nhạc cụ ha, có phần nhạc cụ guitar nha mọi người. Loa này 4 tấc nhưng mà công suất lớn này mình có thể cho em chơi sự kiện đồ được nè, rồi đám tiệc và vô tư miên luôn. Với lại á, mọi người đừng có lăn tăn kiểu như là thấy cái kích cỡ nó hơi bự mình ngại, nhưng mà loa này á thì rất là dễ di chuyển, tại vì ở phía dưới thì lúc nào cũng có cái bánh xe, nó trang bị cho mình 4 cái bánh xe ha, mình rất là dễ di chuyển luôn. Còn phía này thì nó sẽ có cái thanh như là vali gì đó, nó như cái vali gì mọi người, mình có thể đẩy đâu cũng được nha. Em này thì trọng lượng nó cũng nhẹ hơn, nó tầm 4 mấy ký. Cái này thì mình đi phía trước mình sẽ kéo nó theo mọi người, kéo nó đi đó. Thì con loa này cao tầm 77 cm á anh chị. Thì nó cũng không cao, nó cũng không cao vừa phải, và cân nặng nó cũng vừa phải thôi, không quá bự đâu mọi người. Và bánh xe này là nó quay 360 độ, nên là khi mọi người để như vậy thì mọi người khóa bánh thì bình thường, còn khi mà mình kéo cái này ra thì nó sẽ theo cái chiều hướng của mình đi, nên là nó rất là tiện cho mình nha mọi người. Và mọi người mua trên sàn thì mình cứ yên tâm nha, trên sàn trong live thì lúc nào tụi em cũng bán những cái giá yêu thương, giá khuyến mãi cho mọi người hết. Và mua trên sàn thì mình cũng được đổi trả miễn phí trong vòng 15 ngày nha, sàn sẽ hỗ trợ mình cái phần này. Và đặc biệt là không có mất phí của mình, miễn phí 100% nha anh chị. Nên là mình cứ thoải mái mình đặt về để mình thử nha mọi người. Với lại là bên shop của em thì cũng có nhiều đánh giá khách đã từng mua hàng rồi đó, thì anh chị vô xem thử là như thế nào ha. Em thấy là đánh giá cũng khá tốt về những con loa đa tông này nha mọi người. Mọi người ngày giờ line này thì không có cái giỏ hàng, thì mọi người cứ mình có muốn mua sản phẩm này á, thì mình nhắn vào shop giùm em nha, để mấy bạn hỗ trợ mình nha mọi người ha. Mọi người có thắc mắc hay là có yêu cầu gì thì mình cứ để lại bình luận nha, tại vì mỗi lượt bình luận của mọi người á, khi nào bên sàn họ cũng hỗ trợ, cũng như là cái mã tương tác của mọi người sẽ có những cái mã giảm giá tương tác, ví dụ như 50, 100 thì nó tùy đợt á. Vô xin like thì cho em xin được tin mọi người ơi, tin cứ follow nha, follow đi mọi người, follow xong rồi thả cho em và trái tim của mọi người đi, để lấy cái tương tác đi, để sau này ví dụ như mình có nhu cầu mua loa thì mình cũng có cái mã đó mình giảm được ha. Hello anh Văn Khải nha. Mọi người tham gia vô like của em cho em xin vài cái lượt tim cho mọi người và lượt chia sẻ với mọi người. Em thử mở nhạc lớn lớn xíu cho mọi người nghe nha. Cái loa lớn mình phải nghe nhạc lớn lớn nó mới
hay rồi chứ đừng nói tí nữa hát nghe trời. Hát dở là do loa, do người hát dở chứ không phải do loa. Cái loa này nha, em đang giới thiệu cho mọi người là loa 4 tốc ha mọi người nha. Mã là 15G700X ha. Đây là loa 4 tốc thuộc vào thương hiệu Datong mọi người. Thương hiệu rồi có từ lâu rồi nha. Đó, trong một cái hộp, một cái hộp vậy là sẽ có kèm cho mình cái hộp mic như thế này nha. Hộp này là thường đó là mấy hãng kia làm loa xịn mới có, loa xịn mới có cái mic ở cái hộp trận này. Còn hả, với loa Datong thì anh chị mua với bất kỳ cái model nào như 3 tốc này hay là 4 tốc này đều là có cho mình, tặng cho mình cái hộp đựng mic nha. Không có cái này mình tái sử dụng được mà. À, và mình có thể giặt đi giặt lại được đúng không? Chúng ta có thể thôi và đúng rồi. Đặc biệt là nhiều khi Datong là kèm cái giấy bảo hành của mọi người. Bảo hành thì sẽ có số điện thoại của cái hãng bảo hành luôn. Có gì mình sẽ gọi lên thì bên đó sẽ hỗ trợ bảo hành cho mình. Xịn lắm nha, mọi người nhìn cái mic là thấy nó xịn cỡ nào rồi. Mic của mình á là UHF nè, là cái này gọi là hiện đại nhất bây giờ nha. Chống hú cho mọi người, chống hú cực kỳ cao luôn, là ít khi mà hú lắm. Rồi khi là mọi người dí cái micro vào trong cái nước mặt loa thôi nha mọi người. Đúng thì, rồi. Với lại kết nối được cái mic có dây luôn, nên là tùy cái sự sử dụng của mọi người nữa. Nhưng mà tặng hai cục mic không dây là quá tuyệt vời rồi ha mọi người. Mà mic này đâu phải là loại thường đâu trời, mic này là xịn lắm mọi người. Tại vì ở trong á, cái echo là bao mạch cũng Nhật nha, IC cũng Nhật, nên là bao luôn âm thanh rất là trong và rất là vang, sáng luôn mọi người ha. Nói không là nó hay rồi. Đó, nó bắt mic cũng rất là tốt luôn. Cái giọng mình để như ca sĩ Thiên Thanh để xa xa là cũng nghe được luôn. Rất là ok luôn nha. Thì cái này thì mọi người có thể điều chỉnh cái âm lượng mic ngay trong cái cặp mic này. Có nút điều chỉnh cho mình ha mọi người. Có 7 chế độ chỉnh thì ví dụ như giọng mình khỏe thì mình để chế độ 5, chế độ 4. Còn ví dụ như giọng mình yếu yếu mọi người để chế độ 5, 6 ha là ok mọi người. Và đặc biệt là cặp mic này mình có thể chỉnh trong bản điều khiển luôn, phần echo với lại là delay nha mọi người. Thì nó sẽ hỗ trợ phần mic cho mình với lại chỉnh âm thanh mic. Đó, còn phần volume thì mình cũng chỉnh được là volume của mic rồi volume của nhạc luôn. Và bass mic chép là mình chỉnh được hết nha mọi người. Nó sẽ hiển thị trong bản điều khiển nha. Ở trong cái thùng loa này á, thì nó sẽ trang bị cho mình một cái bình điện. Là cái bình đó khi mà mình sạc đầy ha, mình sạc điện 220V ở nhà đó, mình sạc đầy sau đó mình rút ra thì mình có thể sử dụng loa này được tầm 5 đến 7 tiếng. Nó tùy vào cái mức độ sử dụng của anh chị ha. Ví dụ như mình mở lớn hết cỡ thì mình đám tiệc mà mình vui, vui quá sát là vui, nên là mình mở hết cỡ thì nó mở. Cái loa này thì mình sẽ hát được tầm sử dụng được tầm 5 tiếng ha. Còn ví dụ mà mở trung trung như hai đứa em nãy giờ thôi thì tầm 7 tiếng hát cái khuya cũng được rồi. Đúng rồi. Mà hả, đâu phải là hết pin là quăng nó dùng khó đâu, hết pin rồi đúng không? Cái gắm sạc liền, gắm mà vừa gắm sạc, vừa hát vừa sử dụng được luôn. Rất là ok mọi người. Và cặp mic này là siêu tiết kiệm pin luôn. Và cái thời gian mọi người sạc cái loa cũng rất là ít nha. Tầm 5 tiếng là nó đầy rồi nha mọi người. Thì 5 tiếng thì ví dụ như mình chơi mà kiểu như là âm lượng nó vừa vừa thì cũng có thể mình chơi được 6 tiếng, 7 tiếng là chuyện bình thường. À còn cái mic này nữa, mình mua cái loa rồi thì mình đừng có ngại, mình mua nguyên một hộp mic đi mọi người. Một pin chứ, một pin 2A ha. Ở trong thì sẽ có 2 cục pin 2A. Thì mình sẽ hết pin thì mình tháo ra mình thay liền. Đó, có thì có sẵn nguyên một hộp pin mới thì mình thay liền vô luôn. Liền thì nó chắc hết hộp pin đó chắc cũng tới cả năm á. Tại vì hai cái mic này rất là tiết kiệm pin mọi người. Hai đứa em lái một tuần như vậy là 3 buổi. Một tuần như vậy là lái 3 buổi mà mỗi buổi là 1 tiếng rưỡi, tính ra là 4 tiếng rưỡi lận. Mà hả, có hai cặp pin luôn mà xài hoài luôn, tới giờ vẫn còn 3 cục mọi người. Thấy chưa, xịn chưa? Là cái này rất là tiết kiệm pin luôn. Đó, mình cũng siêu siêu tiết kiệm pin cái đúng rồi. Mình chỉ cần bỏ ra, nói chung là nó sẽ nhỉnh hơn những cái em như là Nanomax hay là Canadio thì nó sẽ nhỉnh hơn. Thuộc nó thuộc phân khúc cao cấp mọi người nên nó sẽ nhỉnh hơn, giá nhỉnh hơn xíu thôi. Nhưng mà cái chất lượng mang về thì cực kỳ bự nha.
cực kỳ lớn đó mọi người. Nếu mà so về giá thì giá này là quá là hời trên line rồi mọi người. Thì em xin nhắc lại giá cho mình ha, cập nhật lại giá thì con này là loa 4 cấp, công suất là 700W cho mọi người. Thì giá đang bán là trên line là đã khuyến mãi rồi, 7.390.000 với một con loa này thì không còn gì để bàn cãi, là quá rẻ nha mọi người. Mọi người phải mua về để mình thử cái chế độ âm thanh của nó, về mic và loa thì mọi người mới cảm nhận được lời em nói. Còn bây giờ ví dụ như mọi người muốn tụi em hát bài gì thì mình yêu cầu để mình nghe được âm thanh của cái loa nha. Thì đeo tai nghe vào mình sẽ nghe được nó ok hơn nha mọi người. Và ai mà phù hợp với con loa 3 tấc á, ví dụ túi tiền mình ít hơn tí thì mình lấy 3 tấc thì nó nhỏ hơn, công suất 200W cho mọi người, là công suất này là 500W. Bắt tâm tôi thì giá là 5.990.000. Thì nó cũng là nó cũng gần 6 triệu luôn mọi người. Thì mình bù tiền vô em nghĩ là lấy con này ok nha mọi người. Không, thấy con nào cũng ok hết trơn á. Chiều nay là em con nhỏ chị con lớn mà hai đứa mình đẩy về nhà luôn. Con nghĩ vậy không? Cái loa này hay quá mà mọi người. Hai đứa em mà đã đăng ký một suất rồi. Mà thiệt ra cái loa này á thì cái giá tiền cũng cao, nên là cái số lượng nhập về là có hạn nha. Số lượng là nhỏ xíu thôi, nên là mọi người nên tranh thủ nè. Được thì mình đặt luôn trên like. Đúng rồi mọi người, tại vì bữa giờ khách nhu cầu loa đa tông nhiều quá, nên là tụi em cũng xuyên về những cái mẫu loa mới, với lại chọn lọc những cái mẫu loa hay để giới thiệu đến mọi người nha. Thì trên sàn tụi em cũng bán rất là nhiều rồi, bán qua sàn mọi người. Thì trên sàn sẽ có những cái lượt đánh giá tích cực, vô cùng tích cực và hay của những cái vị khách mà đã mua của tụi em nha. Tại vì loa ví dụ như là mua về thì đôi khi mình sợ là không biết chỉnh này kia mọi người, nhưng mà bên em sẽ hỗ trợ cái phần đó hết. Hỗ trợ cho mình thì có thể là gọi để cho hướng dẫn cho mọi người chỉnh ha. Bình thường là loa kiểu như là hát thì mỗi người một ý, người ta sẽ nói là hay hay không hay, thì nói chung là cũng tùy người. Nhưng mà em thấy là loa này em bán cái nào thì khách cũng khen hết trơn, mọi người khách cũng ưng hết trơn á. Tại vì thứ nhất là cái thương hiệu, cái thứ hai là giá thành cũng ok. Giá thành ok, giá thành tuy hơi nhỉnh xíu nhưng mà cái chất lượng rất là cao ha. Và nên là mọi người mua trên line đi. Em thấy trên line nó có còn có 7.390.000 cho một con loa lớn này, còn loa nhỏ là 5.990.000 nha. Đó, thấy cái nào cũng được hết trơn á mọi người, giá nó cũng ok hết á. Nói chung là loa nào cũng hay hết á, chỉ cần của đa tâm là mọi người mua về là nó đã chất lượng rồi mọi người. Chất lượng từ cái mic cho tới cái âm thanh luôn á nha mọi người. Mic rất là chắc tay và mic nhìn rất là nghệ sĩ. Nói thiệt là mua cái mic này nhìn giống ca sĩ thì sợ. Cái mic này rất là đẹp luôn mọi người. Coi nè, cái phần này chắc ở xa quá mọi người không thấy, nhưng mà khi mà bấm vào cái sản phẩm thì hay là mọi người nhắn tin vào shop thì bên em sẽ gửi tất cả những cái hình ảnh mà cận cái sản phẩm này, cận chất sản phẩm ha. Nè, cái mic này á Strang nha, có màn hình LED hiển thị cho mình. Ở trong này thì nó sẽ có thì mình là hiển thị pin cho mình luôn nha, mất pin cho mình thì để khi mình hết thì mình có thay. Nó có tần số luôn, với lại khi mà mình chỉnh cái âm lượng ở dưới này của mic này thì nó cũng sẽ hiển thị trên này luôn, mình đang sử dụng mức 4, mức 5 hay là mức 6, mức 7 thì nó đều có hết trên này nha. Cái mic này á thì nó sẽ được khoét hay gì đó, gọi là cái này là gì ta, được mài dũa. Nó được mài kiểu như là nó nhám nhám đó mọi người, cầm rất là chắc tay luôn, kiểu như là ăn nhậu thì dầu mỡ thì nhiều đó, sợ cầm không lên trơn, thì nó tay trơn nha mọi người. Nhưng mà cái này thì không có trơn nha, em bị đổ mồ hôi tay nhưng mà vẫn không sao nha mọi người nha. Đó thì loa này rất là ok, rất là xinh. Thì ok cỡ đó thì bây giờ thì phải hát không? Ai cho em xin một cái bài hát yêu cầu đi, cho em đánh tay đi. Mình yêu cầu em hát thì cho tụi em hát cho mọi người nghe thử chất lượng âm thanh nè. Giờ bật chương trình ca nhạc theo yêu cầu nha. Ngày nào cũng bật hết trơn á, mà lâu lâu thì có mấy mọi người vô cho em xin cái bài hát đi, có ai muốn nghe không nè. Thì tại là em đang thấy
gần 100 anh chị đang xem live nè. Bây giờ lên một bài để thử loa ha. Lên một bài để thử loa nha mọi người. Đeo tai nghe vô cảm nhận âm thanh nha mọi người. Hát bài con sóng yêu thương. Con sóng yêu thương ạ. Gió mây trời trời. Gió mây trời trời. Là gió mây trời trời vậy đó. Sao lão quá vậy ta? Bài này là lão quá nha anh Nhật khuôn mặt ơi. Tự nhiên nghe tên Nhật khuôn mặt. Em nghe là em biết anh lấy khuôn mặt rồi đó. Trời em bán khuôn mặt còn phải mua một con loa này về nè trời. Để mình rao đi anh. Đúng rồi, ông rao cái gì? Nè em mua con loa này về nè. Khách mà vô mà mua bia nhậu rồi đó là đẩy con loa này ra giới thiệu cho khách luôn. Sẵn giới thiệu cho em dùng luôn. Mở thêm dịch vụ cho khách mượn loa cao phê luôn cũng được luôn. Đúng rồi, mượn khuôn mặt to để nhậu mà. Cho mượn loa luôn em nhận ơi. Thank you.
Loa năm tấc thì bên em nhiều thương hiệu lắm, Nano có, Datong có, Canayo cũng có luôn. Đó, mình muốn tham khảo dòng nào thì cứ nhắn và shop cho em nha. Mấy bạn, tại vì trong giờ live thì mọi người có thể nhắn hỏi em. Nhưng mà ngoài giờ đó, khi mà tắt live rồi đó, thì mọi người có thể nhắn vào đó ha. Mấy bạn sẽ trả lời mình 24/24 luôn nha. Nãy giờ test là cũng xin giá nha mọi người, cập nhật giá em ha. Loa 4 tấc là 7.390.000 nè. Loa 5 tấc là tầm 8.690.000 nha mọi người. Còn 3 tấc là 5.990.000. Thì không biết là mọi người ưng mẫu nào thì có gì nhắn tin vào shop nha mọi người. Thì trên sàn có hỗ trợ cho mình nha. Rồi mọi người tính máu gì quên rồi trời. Hồi nãy giờ hát xương xương 2 bài rồi ha. Tặng 1 bài. 2 hay 1 ha, có 1 ha, có 1 bài duy nhất hả? Khi mới có 1 bài thôi là mọi người đã cảm thấy là âm thanh làm sao ta, âm thanh hay không ta? Chỉ có điều là do hai đứa em hát dở thôi, tại chị thấy bài đó đang trend đó mọi người. Nên là mở thử hát rồi thử vui vui rồi đó. Còn mà bài đó dở thì mở bài khác vui hơn cho mọi người nghe nha. Rồi, anh chị là mình có mình chốt trên sàn nha mọi người. Mình có câu hỏi nào thì cứ đặt ra nha, rồi em sẽ hỗ trợ mình trả lời cho mình nha. Mọi người nãy giờ anh mấy chị mà mới vô live sau đó, đó cái thùng loa mà bự bự mà sáng đậm hơn đó, loa mà nhìn nó hiệu ứng 3D rồi đó, là loa mà trước mặt em đây nè, là em đang giới thiệu cho mọi người nha. Loa này là loa 4 tấc. Có 3 đường tiếng, công suất cực kỳ lớn, còn công suất là 700W ha. Với một con loa 4 tấc mà tới 700W là dữ luôn mọi người. Với lại loa này thì không có độ nên nói chung là
cái loa nó báo công suất sao là đúng y như vậy luôn á. Khi mà mình mở hết cỡ luôn, hồi nãy giờ là em chỉ mở nửa thôi là mọi người đã thấy cái âm thanh nó như vậy rồi ha. Mình về nhà mình mở lớn hết cỡ như cỡ nào nữa mọi người, hàng xóm phải qua đập cửa thì tại vì ồn quá đó. Đúng không? Loa này rất là hay luôn, mình đám tiệc rồi mình chơi vô tư luôn nhìn em nha. Cái này mình chơi sự kiện còn được, mà mọi người còn đám tiệc mình kết hợp thêm nhạc cụ guitar rồi nữa thì mình chơi là phải nói số 1 luôn nha mọi người. Mic thì cũng có hai mic cho mình sử dụng đó, giọng nam giọng nữ, rồi nói chung là rất là ok. Mà khi mọi người có tiệc hỏi cần mướn dàn nhạc luôn, mình lấy con loa mình ra mình hát thôi, rất là ok. Rồi mình thiết kế của em nó cũng hay đẹp nữa nè mọi người, thiết kế như cái vali vậy, nó có cái thanh, cái thanh để mình kéo mình đẩy đi đâu cũng được hết trơn nha, nên là mọi người đừng có ngại cái kích thước với lại cân nặng. Em này thì cao tầm 77 cm à, cái này thì mình để góc nào trong nhà mình cũng được hết, nó cũng gọn mọi người, nó không có bự ha. Rồi phía dưới thì cũng có bánh xe luôn, có 4 bánh xe mình cũng dễ dàng mình di chuyển nè, đẩy đi đâu cũng được hết trơn nha. Loa này thì trang bị kết nối Bluetooth 5.0 là kết nối mới nhất hiện đại nhất bây giờ mọi người. Mình chỉ cần bật hai cái thiết bị Bluetooth thì là nó tự động kết nối luôn. Kết nối cực kỳ nhanh á. Nhanh luôn, mới bật lên cái kết nối liền. Nhanh như cái tốc độ ánh sáng. Đúng rồi. Tốc độ ánh sáng mọi người. Đúng rồi. Tốc độ ánh sáng là nhanh nhất nha. Thì mọi người cứ yên tâm đi, tại vì loa chính hãng rồi mọi người. Thì có gì á là bên tụi em sẽ bảo hành hoặc là hãng sẽ bảo hành cho mọi người, nên là vấn đề này mình cứ yên tâm ha. Và mua hàng trên sàn thì trên sàn lúc nào cũng ưu ái và hỗ trợ cho mình, nhưng mà mua có vấn đề gì thì mình đổi trả ngay trên sàn luôn và được miễn phí 100%, không tốn phí và cũng không tốn thời gian. Thì sẽ có shipper tới nhà mình lấy hàng và đổi qua sàn nha mọi người. Mã này là TS15G700X nha. Mình ưng mẫu này á, thì mình chụp màn hình lại giùm em rồi mình nhắn vào shop ha, để mấy bạn biết mình đang hỏi mẫu nào, mấy bạn tư vấn báo giá cho mình nha. Loa này thì mình mua trên Line có 7.390.000 cho mọi người, loa 4 tấc ha. Còn 3 tấc là 5.990.000 nha. Anh Hùng Béo ơi, thì cái mẫu loa anh hỏi là loa 4 tấc là loa này ha. Thì loa 4 tấc này là công suất là 700W nha. Thì giá này là 7.390.000. Thì hiện tại là trên loa tụi em đang sale trên sàn nha mọi người. Và hoặc là anh hỏi cái con này 3 tấc thì giá nó là 5.590.000 nha. 3 tấc thì công suất 500W nha anh Hùng. Giờ mở thêm bài cho mọi người nghe nha. Tại vì lâu lâu mới có mọi người vô đông vui nè. Hát được cho mọi người nghe. Mấy anh chị mà mới rồi nè vô đó, mình cho em xin follow nha. Mình follow với mình bật thông báo đi. Mỗi phiên live làm hai đứa em giới thiệu cái bài lâu lắm rồi với thấy anh Tiến luôn á. Anh Tiến lại vô gửi cho mình cái gì nè, gửi cái kem á trời. Cái kem mà sao cho có một cây vậy anh Tiến, cho thêm cho cây đi cây anh ơi, hai đứa cho hai đứa mà cây. Cho cây sao được. Cho em rồi order 2 cây nha. Cảm ơn anh Tiến nha, anh Tiến thả cho em một cái kem nó đi, em chia cho nhỏ cái bên. Đúng rồi, chứ có một cây ai cũng có được. Anh Hùng Béo ơi, không có mắt đâu. Loa đa tông mà mắt gì, loa đa tông mình về mình hát cái chất lượng là mình họ khỏi phải bàn luôn. Nói chung là người mà biết chơi loa thì mình nên chọn con loa đa tông nha. Nó mắc hơn có tí xíu, tầm 1.000.000 thôi, nhưng mà về chất lượng âm thanh thì nó rất là hay, rất là hay. Nhưng mà tại vì hôm nay em không có để giỏ hàng, chứ còn bình thường á là bên em bán 3 dòng lợn, có Canadio với Nanomax nữa. Nếu mà anh muốn tham khảo dòng phân khúc tầm trung đó thì nhắn vào shop giùm em đi. Mình muốn mua loa bao nhiêu tấc đó thì cứ nhắn vào đó nha. Mấy bạn gửi cho anh mấy cái mẫu loa với lại video test loa để mình dễ chọn lựa nha. Nhưng mà nếu mà mình có điều kiện em nghĩ là đa tông vẫn hay nha. Thiệt, nói thiệt, hứa xịn với mọi người luôn. Hứa cùng á, em thề, em hứa em đảm bảo luôn nha mọi người. Đa tông rất là hay, hay lắm. Nói chung là mình lấy một con đi mình sẽ không hối hận đâu. Thiệt á, giao 100 đơn đi là giao hết luôn mọi người, không có ai. Nói chung là 100 đơn thì hết 100 đơn khen rồi, không ai chê loa đa tông hết trơn á. Không, 100 đơn giao là phải 150 đơn khen. Vậy đó nè. Tại vì sao? Tại vì mở hay quá rồi hàng xóm hỏi info. Để em coi cái nghe.
không biết hát hả? À, thì con loa đa tông này nè, anh không biết hát. Nói chung là hát hay không bằng hay hát đó anh Hùng. Ví dụ như anh mua gì anh tập dần đi là anh sẽ hát được. Mà con loa là con loa này mà cái cặp mic này là siêu nịnh luôn. Trời ơi. Siêu nịnh mình luôn nha. Với lại nó rất là bắt giọng. Ví dụ như bình thường á, như cái cặp mic như là mic của mấy hãng khác á, nó đâu có bắt mic như cặp này. Mà cặp này nó bắt kinh lắm. Nói chung là về Echo thì rất là hay. Tại vì Echo sử dụng cái EC từ Nhật đó, từ Nhật Bản đó anh. Mà Nhật từ xưa nay là mọi người biết rồi, nó rất là chất lượng luôn. Nên là phát ra rất là ấm luôn nha, rất là hút giọng luôn nha. Cái từ mà có gì anh nhắn cho shop giùm em được không? Ở trên này sao không thấy có. Anh nhắn cho shop giùm em đi. Cái khuôn tự nhiêu vậy bạn hả? Holy với từ. Anh mua con la tâm đi anh. Đó, mình hát hay không bằng hay hát mà. Chứ hai tụi em hát cũng đâu có hay đâu mà. Mà hát xong rồi cái loa nó định nhưng mà quá. Nhưng mà anh phải mua một con loa này về thì mới tập hát được nhiều mới hay được. Hồi đó anh hát cũng dở lắm trời. Em thử test đi hả? Hả? Dạ. Test hát đúng không? Là anh muốn yêu cầu bài gì không? Thôi để tụi em hát bài tủ nha. Chứ bà yêu cầu tủ nó đè không được. Bây giờ tụi em test thử ha. Anh Hồ mở lại lâu lâu nha. Dạ đúng rồi, đã tông là hãng uy tín rồi, đúng rồi đó. Đúng là anh. Cho em xin một cái lượt follow nha mọi người. Để khi sau này có những gì những cái mãi đặc biệt thì có sẽ có thông báo. Thank you.
Suất là 700W nha. 7.390.000 nha chị. Không biết là mình nghe được chưa? Chị có mua mà đặt trên like á, thì mình nhắn vào shop giùm em để mấy bạn hỗ trợ nha. Tại nay không biết sao cái giỏ hàng của em bị lỗi rồi, em không có bỏ thêm vào giỏ hàng được á. Có gì nhắn vào shop giùm em nha, để mấy bạn hỗ trợ mình nha. Cái góc bên trái phía trên á, có cái hình chị gái xinh đẹp đang đứng như cái loa đó chị. Chị nhấn vô hình đó 2 lần giùm em thì nó hiện ra cái tin nhắn á, rồi mình nhắn vô giùm em nha. Nhắn anh ơi, loa nhỏ là công suất là 500W, bát là 30 nha. Thì mẫu này là 5.990.000 nha. 5.990.000. Thì nói chung là mẫu loa đa tông thì rất là uy tín rồi. Mọi người chọn lựa một cái sản phẩm hợp túi tiền là được nha mọi người. Hợp túi tiền là ok ha. Chốt trên like nha, tại trên like là giá nào cũng khuyến mãi hơn giá bình thường nha mọi người. Và đặc biệt là mọi người mua trên sàn thì cũng được bảo hành theo chính hãng của loa nha, thì bảo hành 1 năm đối với loa và bao mạch chính con loa nha mọi người. Còn cặp mic và bình ắc quy trong loa thì bảo hành cho mọi người 6 tháng. Tại vì sao? Tại vì trong một cái loa mọi người có thể vừa có chế độ là vừa sạc vừa sử dụng luôn, hoặc là mình xài riêng thì cũng được. Ví dụ như anh chị đi đâu á thì mình có thể xài, mình sạc bình cho nó đầy rồi đi qua bển mình hát bằng bình thôi. Còn ví dụ như ở nhà thì có thể xài trực tiếp nha mọi người, xài trực tiếp vừa xài vừa sạc cũng được nha. Cái bé bao nhiêu tiền? Dạ cái này là loa 3 cấp công suất 500W nha mọi người, giá là 5.990.000 à. 5.990.000 ha. À hay là giờ mình đẩy vô loa bé đi. Tư vấn loa bé cho mọi người đi. Mọi người có muốn em giới thiệu loa đó cho mọi người không, hay là loa này? Thì nói chung là hai loa cũng như nhau mọi người, cả về mic đồ cũng giống nhau luôn. Thiết kế rồi cũng giống luôn, là chỉ khác cái lưới phía trước thôi. Lưới em lớn này thì như hình 3D gì mọi người ha, có hình như hình dấu ích gì đó, hình như Superman gì, Spiderman gì đó.
À, loa lớn thì là công suất là 700W nha, còn loa nhỏ là 500 không mọi người ha. Nếu mà mình mua trên line á, thì hôm nay đi mình mua trên line hôm nay thì giá này loa này thì còn 7.390, còn loa này là 5.990. Nói chung là khi mà anh chị mua trên line á, thì giá nó ok hơn, với lại chế độ bảo hành rồi nè, với lại trên sàn rồi đó thì nó cũng tốt hơn mọi người ha. Mình cũng phải đỡ phải ra cửa hàng, tại vì mình ra cửa hàng mùa này nóng nắng này bực đó mọi người. Nó ra cửa hàng cái đang mệt nữa thì vô rồi chơi test loa rồi sao có sức test đúng không? Còn này anh loa bên em giao tận nơi cho mình luôn. Rồi ví dụ mà bên sàn họ không có cho mình đồng kiểm đi thì mình có thể mình khi mà mình mở hàng mình quay video lại có vấn đề gì thì bên em vẫn hỗ trợ đổi cho mình ha, đổi trả cho mình. Ok, tại vì trên sàn cũng bảo vệ cho khách hàng rất là nhiều ha, mình đổi trả được tới 7-15 ngày luôn, thì cái đó là cái quyền lợi của mình đó mọi người. Nhưng mà đổi thì mình không có tốn phí gì hết, và đặc biệt là sẽ có người tới nhà lấy bên sàn tới nhà lấy cho mình ha. Mọi người đừng có sợ, tại vì bình thường có thấy mấy anh chị ở xa hay ngại là cái thùng loa lớn như thế này nè thì bên vận chuyển họ chở được không? Chở được nha, vô tư nha, cái thùng cũng không bự lắm, họ có thể chở được cái này cho mình. Ngoài ra thì không có sợ bị va đập, tại vì bên em khi mà đóng hàng đi rất là kỹ, mọi người ở trong có mút rồi đó cũng dán luôn lại luôn, không có sợ bị bể vỡ. Rồi cái thùng này nè, thùng này bằng gỗ rất là chắc chắn mọi người, nó chống va đập nữa. Từ hãng nó đã xịt như vậy rồi, bên em còn hỗ trợ thêm, còn dán cho biết bao nhiêu lớp ở đó nữa, nên là không có sợ bị cái vấn đề gì luôn mọi người ha. Mọi người mua trên line đi cho nó hỗ trợ mình nè. Hồi nãy giờ hình như hát toàn cái bài dân ca chị không? Đâu phải bolero hả? Thì giờ mình về nhạc trẻ đi mọi người, nhạc trẻ đi mà nhạc này chắc cũng hơi lâu rồi. Bây giờ ca lẽ sẽ ca nha mọi người. Test loa nha mọi người. Thì ví dụ như muốn nghe âm thanh thì đeo tai nghe giúp em ha, để cho cái âm thanh được nghe trọn vẹn hơn chút xíu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giá của loa nha mọi người. Thì con loa này là đa tông 4 tấc, công suất là 700W nha mọi người, giá là 7.390.000. Còn con loa trước mặt em là loa 3 tấc đa tông, thì công suất nó là 500W, giá là 5.990.000 nha mọi người. Không biết là mọi người nghe được không ha. Con nhỏ là 5.990.000, còn con lớn là 7.390.000 nha. Mọi người tranh thủ nha, cỡ nửa tiếng nữa là tụi em xuống live đó. Mình tranh thủ mình đặt trên sàn giúp em ha. Giá nhiêu à anh? Dạ anh, con loa lớn 4 tấc là giá là 7.390.000, còn loa nhỏ 3 tấc là 5.990.000 nha mọi người. 7.390.000 là loa lớn, còn loa nhỏ là 5.990.000 nha. Thì mẫu này là loa đa tông, này chính hãng 100% luôn, hát cực kỳ hay luôn, nên là mình đừng có ngần ngại mua nha mọi người. Mua về chỉ có MB thôi chứ không có che nha. Trời ơi, về là chết liền mọi người ơi, vậy chết liền, ma quá trời hay đi. Bà hàng xóm phải là qua xin info liền đó mọi người. Thử mà nhạc cách mạng nữa coi sao. Thôi, nhạc quá trời hay. Nhà em cuối sớm nhấp đôi mái tranh nâu trắng tại trường xa.
Mọi người thông cảm giùm em, có gì mình nhắn vào shop nha.
mà hai đứa tắt like rồi đó thì mọi người có câu hỏi thắc mắc hay gì đó thì ngoài giờ like thì mọi người cứ nhắn phần lời cho nhân viên ha, để mấy bạn hỗ trợ mình. Tại vì với mỗi phiên live đó bên em có quay lại thì nó sẽ có mấy cái video mà mình test cái loa đó đó, thì mọi người cứ nhắn vào mấy bạn sẽ gửi cho mình để mình tham khảo loa ha. Nhớ nè, mọi người nhớ thì là giờ mình chuẩn bị tắt like rồi thì mình follow em nha, follow với lại mình bật chuông thông báo đi. Rồi thứ 3 đến 5, thứ 7 hàng tuần mình lại lên đây gặp nhau, mình lại trò chuyện với nhau mọi người. Mọi người ơi, tụi em like thì cũng số lượng có hạn, mọi người một tuần có 3 ngày thôi, để cho mọi người chốt trên like thì giá trên like lúc nào sàn cũng hỗ trợ mọi người rất là ưu đãi, giá rất là mời luôn. Nên là được mình có cơ hội thì mình cứ chốt trên like, mọi người được hỗ trợ rất là nhiều nha. Tranh thủ nha mọi người, tranh thủ tương tác với em cuối giờ cũng được, mình tương tác thả cho em vài trái tim đi mọi người, follow shop với lại là bật cái chuông thông báo nha, để khi nào tụi em like thì tụi em sẽ thông báo đến mọi người nha. Tại vì hiện tại bây giờ thì về rất là nhiều mẫu loa, mỗi ngày sẽ cập nhật một cái mới, nên là mọi người theo dõi tụi em nha. Giá anh Tấn Phát ơi, thì bây giờ em sẽ báo giá nha. Thì giá con loa lớn là loa 4 tấc là 7.390.000, còn loa nhỏ này là loa 3 tấc thì là 5.990.000 nha mọi người. Mọi người đặt trên live thì giá nó sẽ giảm nha, chứ giá ở cửa hàng thì nó sẽ cao hơn đó mọi người. Cái này là bên sàn họ hỗ trợ mình nên là em thấy là giá nó yêu thương mọi người. Không biết là anh Tấn Phát là nghe được giá chưa ạ? Thì giá con loa lớn 4 tấc là 7.390.000, còn con này là 5.990.000 nha. Còn lại khoảng 20 phút nữa, mọi người có thắc mắc hay gì, có yêu cầu gì thì cứ hỏi nha. Loa này thì nói chung là thương hiệu là của cái loa nào của Datong thì nó cũng sẽ có kèm cho mình một đường mic xịn sò như vậy nha mọi người nha. Xem này mình là một tờ giấy bảo hành và hướng dẫn sử dụng luôn. Và bảo hành thì sẽ có số điện thoại của công ty bảo hành, công ty chính hãng, nên là mọi người cứ yên tâm ha. Hộp này thì mình có thể tái sử dụng được, với lại bên trong thì nó cũng sẽ có những cái nút tốt, nên là khi mà mình giao đi xa đó, bên em vận chuyển xa đi thì mọi người cũng không có sợ bị bể vỡ. Với lại đặc điểm này là cái loa này là kim loại, và một cái này nè, cái phần mic này nè là kim loại ha, kim loại rất là cứng cáp luôn, mình không có sợ bể đâu. Rồi cái thùng loa này nữa, thùng loa là bằng gỗ hết nha, tất cả đều các mặt đều bằng gỗ, chỉ riêng cái này là bằng thép ha. Thép thì đã được sơn tĩnh điện rồi, không có sợ bị rỉ sét trong quá trình mình sử dụng nè. Mà cái thép này nó cũng cứng cáp nữa mọi người, được sơn bóng hết, mài nhẵn hết luôn cho mình ha. Cái này là chống rỉ sét nha, mọi người cứ yên tâm, nó không có rỉ sét, nói chung là mới hoài luôn. Với lại bên em giao đi sàn á, giao trên sàn á thì chắc chắn là sẽ có bọc đầy đủ cho mình, mút số của đầy đủ luôn, mình không có sợ đâu mọi người, nên là đặt liền giùm em đi. Mà ở trên sàn á, cho dù không có được hỗ trợ đồng kiểm đó thì mình có thể nhận hàng và sau đó mình quay video lại cái quá trình mà mình gỡ thùng loa này ra nè đó. Thì bên em có vấn đề thì bên em sẽ hỗ trợ mình nha. Dạ mọi người ơi, thì con loa
lớn này là loa 4 tấc công suất 700W nha mọi người, giá là 7.390.000. Còn con loa nhỏ này là loa 3 tấc thì công suất của nó là 500W, giá thì cũng là 5.990.000 nha. Thì nãy giờ em báo giá, ví dụ như ai vô thì có thắc mắc giá thì em báo lại nha mọi người, tại vì hôm nay có giỏ hàng nó bị lỗi nha. Bên em thì ngoài loa đa tông ra có cả Canadio rồi Nanomax nữa ha. Mỗi bên live bên em live những loa khác nhau thì mình cứ follow mình bật thông báo đi, khi nào mà bên em live mình vô mình coi và biết trong hôm đó mình gặp được cái loa mình yêu thích đó mọi người thì mình mua liền ha. Còn hôm nay ví dụ mà mình tính kiếm một cái dòng mà vừa tiền thôi đó thì mình cứ nhắn vào shop thì em, thì bên em mấy bạn sẽ gửi cho mình cái video nha, video test loa này cũng như là cận ảnh sản phẩm luôn để mình có thể dễ đưa ra lựa chọn mua nè. Loa này thì được trang bị Bluetooth 5.0 mọi người, nó rất là, nó kết nối rất là nhanh các thiết bị luôn, rất là nhạy luôn, như nhạy nhanh nhạy lắm nha, và kết nối từ từ xa tới 15m là, nên là cái này rất là tiện cho mình ha, không có cần dây dợ gì hết. Ví dụ như nhà mình có tivi mà có Bluetooth có mạng thì mình kết nối với cái loa này luôn, hoặc là mình có cần màn hình chiếu để cho mình là dạy hoặc là giới thiệu đến mọi người một cái gì đó thì cái loa này cũng kết nối được cái màn hình chiếu luôn, và đồng thời cũng kết nối được với cái USB để nhớ rồi này kia mọi người, rồi nhạc cụ guitar, rồi mic có dây, nói chung là rất là tiện cho mình ha. Nếu mà mua về thì cũng có nhiều khi mình sử dụng, ví dụ mình nghe nhạc hay này kia đó cũng rất là ok ha. Cái to hả? À, cái to là 7.390.000 ha. Con này là bass 40 công suất là 700W nha mọi người. 7.390.000 ha. Giờ mình còn câu hỏi gì thắc mắc mình cứ đặt ra đi. Cuối giờ là em thấy mọi người tương tác với em rất là nhiều nè, like rồi chia sẻ nữa. Cảm ơn mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người. Follow em nha mọi người. Giờ chắc mở một bài nào đó giật quá. Giật cho mọi người. Thôi bây giờ test loa cho mọi người nghe đi. Nãy giờ âm thanh nó hơi buồn á. Yeah.
À, có
còn 5 phút nữa thôi, hai đứa xuống live rồi. Mọi người tranh thủ giúp em ha. Riêng mình ta cô độc bao tháng năm, gió sương phong mà nhiều khi không thể đến. Rồi đôi lúc lo lớn thì anh Đặng Hùng ơi, con lo lớn là 7.390.000. Là loa này là 4 tấc và công suất 700W nha. Còn loa nhỏ là 5.990.000 thì công suất loa này là 500W nha mọi người. Chị bán 700 cái là hai chị em mình là đi luôn. Loa này 7 triệu nha mọi người nha. 7.390 ạ. Không mà tính ra mình mua mình bỏ số tiền hơi đó. Nhưng mà mình về chất lượng nhiều, mọi người chất lượng cao luôn. Loa này rất là hay luôn mọi người. Mấy phút đếm ngược thôi, mọi người tranh thủ chốt đơn nha. Thời gian này để mọi người chốt giúp em đi. Nhấn vô nút mua mà nhớ là kèm theo những cái voucher khuyến mãi nha mọi người. À, anh Đặng Hùng ơi, cái này nhắn tin vô shop nha. Cái này là thủ tục khác, nhắn tin vô shop giúp em ha. Nhắn tin vô shop à. Thì nhắn tin vô shop, không biết là mọi người có nhìn thấy cái cô gái nằm bên phía tay trái trên màn hình không? Góc thì trên. Cái đó là bấm vô giúp em thì nó sẽ hiện ra cái hình cô gái bự hơn tí. Thì mình nhấn vô hình cô gái thêm lần nữa ha. Thì nó sẽ ra trang cá nhân của sàn. Thì mọi người sẽ bấm vô một nhắn tin ha. Bấm vô một nhắn tin giúp em. Em muốn nói em yêu em. Con loa 3 tấc công suất 500W nha mọi người. Em cảm ơn nha. Trời ơi, Doraemon ngày nào cũng vô like và chia sẻ cho em hết trơn á. Yêu thương quá à. Chắc em hóa thân thành con mèo Mimi quá. Được nhanh nhưng mà để mà chi tiết thêm một tí xíu thì mình nhắn tin vô shop rồi mấy anh sẽ hướng dẫn cho mình được không anh? Mấy anh sẽ hướng dẫn cho mình. Thì nhắn tin vô shop cô gái trên màn hình phía bên tay trái thì nhấn vô, nhấn hai lần giúp em, có một nhắn tin cho shop, nhắn cho shop giúp em nha mọi người. Nếu mà mọi người còn thắc mắc những cái gì thì nhắn vô shop lên đó nha. Nó dễ hơn ha. Cũng gần xuống like đó mọi người. À, 1 phút chỉnh trang y phục là tụi em xuống like luôn nha mọi người. 1 phút bé luôn. 58 57. Chúc mọi người có một chiều thật là vui vẻ và mấy
Chưa nha, trời nóng quá. Chưa, trời ơi, còn 30 giây nữa lộn. Từ từ đi. Mọi người nhớ nghe, nhớ follow em nha.